Xin kính chào quý vị các bạn Cảm ơn quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh bóng Audio Phía trước màn hình chúng ta có một nút đăng ký màu đỏ Anh em vui lòng nhấn một nút đăng ký để theo dõi kênh Và sẽ luôn nhận được nhanh nhất, sớm nhất những video clip mới nhất do bóng Audio thực hiện Clip này giới thiệu với anh em chiếc đầu CD Acufay DP70V Ở đây có thể nói là một chiếc đầu cực kỳ hay của Acufay Một chiếc đầu hồi gỗ hiếm hoi mà nó vừa có chức năng chạy đĩa CD vừa có chức năng làm giải mã hay còn gọi là làm đác độc lập và đặc biệt nó có rất nhiều đường vào để chúng ta có thể kết nối được với nhiều các thiết bị khác để qua đây giải mã rất là tiện lợi luôn Acufay DP70V anh em lưu ý nhé có hai mô đen thì DP70 không có giải mã và DP70V có giải mã Ở đầu này có thể kết hợp được tất cả các dòng âm ly Acufe có hồi gỗ rất là hợp, rất là đẹp luôn. Đó. Chiếc đầu CD Accuphase DP70V này nó nặng ở uh, 24 kg. Đó, uh, là một chiếc đầu có thể nói với thiết kế cực kỳ là đỉnh cao của Agufay thời điểm đó với các cái mạch, các cái linh kiện chi tiết bên trong dày đặc luôn các cái chi, chi tiết bên trong. Đó. Uh, chiếc đầu này về với báo hồng audio thì còn đẹp xuất sắc luôn, nguyên bản, nguyên thủy, có đầy đủ điều khiển zin. Uh, chiếc đầu này đẹp um, xuất sắc. À, hai bên hồi gỗ cũng còn cực kỳ là đẹp luôn và đặc biệt là mắt mũi đọc thần tốc không kén đĩa một chút nào à, em có thể chuyển qua một chút để chúng ta cùng xem nha đó đúng không ạ à, chiếc đầu này thì nó sẽ mắt Sony cho nên là uh, về cái tốc độ đọc mắt của nó cực kỳ nhanh cực kỳ nhạy đó à, ngoài đọc đĩa CD cực gấu thì đây còn là một chiếc đầu có thể làm đác cực kỳ hay được hay cực kỳ hay nữa à, em sẽ tiến lại gần hơn một chút để chúng ta cùng ngắm qua ngắm qua anh em nhé. À, trên tay em đây là chiếc điều khiển của đầu CD ACOFEY DP 70 V điều khiển ZIN. Đó. Rồi em sẽ tiến lại gần hơn để chúng ta cùng xem nhá. À, đầu CD này thì còn rất đẹp luôn. Bên dưới là một cửa Ben chúng ta bấm vào nó sẽ ra các cái phím chức năng cơ bản như là chuyển đường vào để uh, sử dụng đát, rồi uh, tua bài, next bài, vân vân. À, chiếc đầu này thì còn có thể có chức năng là to nhỏ tiếng rất thuận lợi luôn, to nhỏ tiếng, giúp chúng ta có thể uh, dùng những chiếc âm ly mà không có điều khiển thì uh, có thể điều khiển bằng chiếc đầu ngoài rất là thuận tiện em chuyển bài này. Đó. Từ bài 4 em chuyển về bài uh, 5 Đã rất nhanh luôn. Đó. Đầu đọc mắt đọc cực khỏe, cực gấu. Chúng ta xem hồi gỗ của nó xem. Hồi gỗ thì uh, bóng loáng luôn. Đó, hồi gỗ cực kỳ bóng luôn. À, hôm trước shop em có về một chiếc đầu uh, DP70v thì cũng rất nhanh ngay sau đó đã lên được bởi vì đây là một chiếc đầu cực kỳ hiếm anh em nào chơi uh, âm cục cũng phơi hồi gỗ thì uh, ghép ngay với chiếc đầu này thì đảm bảo với anh em là uh, sẽ ok đó chúng ta có thể nhìn thấy là có hai uh, có hai đường vào qua xe và có hai đường vào optical còn nguyên nắp đậy. Đấy. À, chúng ta có thể như vậy là tổng là có 4 đường, 4 đường kết nối vào để làm DAC, đó là hai đường đồng trục bên trên và hai đường cấp quang bên dưới đúng không ạ? Ngoài ra thì còn có hai đường tín hiệu số ra, một cấp quang, một đồng trục. À, ngoài ra thì cũng có thêm cả các cái đường kết nối ba lăng RCA, RCA thì hai đường, ba lăng thì một đường. Như vậy là chúng ta sẽ có 1 2 3 4 5 6 7 8 9 đường Tín hiệu ra vào tất cả Một chiếc đầu có thể nói là quá hoàn hảo ở Mức giá là 42 triệu Chiếc đầu này shop em bán giá là 42 triệu đồng Anh em nhé, hàng đẹp xuất sắc 42 triệu đồng Đó, 42 triệu đồng, hàng đẹp xuất sắc à, Anh em nào đang dùng âm uh, ly Hoặc là uh, những bộ kéo đẩy Agufay, có hồi gỗ Thì đây sẽ là một cái lựa chọn không thể bỏ qua Với giá là 42 triệu 42 triệu đồng, hàng đẹp xuất sắc Nguyên bản, hết tất cả anh em nhé mắt đọc cực kỳ gấu luôn